Dạ sa phần lễ bái Tam Bảo tụng kinh và tọa trì quy giới Avatthana xin được nhường lại mic cho Sít MC Nhật Huỳnh. À, kính mời Sít Nhật Huỳnh cầm mic ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Vát Thanh Á. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tịnh Lạc, cô tu nữ Viriya Tán Á, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào chị Sương Mai, kính chào Vinh Quát Thanh Á, mến chào Sức Trần Đạo, kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Sức Hoa Nguyệt, mến chào Sức Gơ Vét. Kính chào mến chào Sít Rạng Đông, kính chào Đức Bạn, kính chào Hiển Mộng, mến chào Thi Lâm, mến chào Đồng Quyên, kính chào IQ Em Đó, mến chào Tâm Pháp, kính chào Âu Sốc Linh, kính chào Học Online, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Nắng Chiều, kính chào Trăng Thư, mến chào Tâm Phương, dạ mến chào Cẩm Vân, mến chào Kim Nhung, kính chào Giác Viên, mến chào Sít Thanh Hoàng, kính chào Tám Ngón, Tám Ngọn Gió Đời, kính chào người phương Nam, kính chào Hoa Sen, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào Vũ Minh Minh và kính chào Loan Liễu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tham Ná đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Nam mô Bích Tha Giá, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng với cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Tỳ Thiêu thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trở hòa lại mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hưu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi hoan hỷ cho chúng con bài học ngày hôm nay. Như tuần rồi ngài nói là tuần này chúng con sẽ được học là 10 đề mục cận định mà không đắc thiền. Và nếu con có nhớ sai thì Ngài chỉ dạy lại cho chúng con sửa lại. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp mà được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến Ngài. Ngài có nghe được âm thanh con không bạch Ngài? Ngài nghe âm thanh con. Dạ hà xà thú, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Araham sama samputho phagwa putang phagwa tang afigwa di bi swakato phagwa ta thamu thamang nafsami supatipanu phagwa to sawak sangku sangkhang namami. Đệ tử xin thành kính đại lễ Đức Thế Tôn Bậc Ưng Cúng Chánh Biên Trì. Đệ tử xin thành kính đại lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Đệ tử xin thành kính đại lễ chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Nam mô Bụt Thầy. Hôm nay ngày thứ bảy trong lớp pháp của kinh chuyên đề, chúng ta học về thanh tịnh đạo, tiếp tục phần thanh tịnh đạo vừa rồi chúng ta học đã xong 30 đề mục đắc thiền đưa đến an chỉ định, có 26 đề mục đắc thiền sắc giới và 4 đề mục đắc thiền vô sắc giới. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học về 8 pháp tùy niệm và 2 cái đề mục riêng, là một đề mục tưởng và một phân biệt. Mục tưởng là sanya, là tưởng dần gớm trong vật thực, ahara patikula sanya, ahare patikula sanya. Và mục tưởng là thatup thatu vavathana, tức là phân biệt. Bốn nguyên chất hay là bốn nguyên tố ở trong thân này, cả 10 đề mục này hỗ trợ cho chích tập phavana, tức là việc tu tâm. Bởi vì những cái đề mục nào đi nữa nó cũng có lợi ích, là làm cho tâm được vắng lặng khỏi năm triền cái, là đưa đến trạng thái cận định hoặc là trên cận định, tức là an chỉ định. Mặc dù 10 địa ngục này không đưa đến an chỉ định, tức là không có đắc thiền, không có chứng thiền, nhưng mà 10 địa ngục này cũng đem lại cho chúng ta một phước báo là do đạt đến cận định. Upachara Samadhi là như thế nào? Bình thường cái tâm của chúng ta đó, dù là tâm thiện, chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới, nhưng mà trong cái tâm thiện đó có ekakata, tức là nhất hành. Nhưng mà cái sát na định, tức là nhất hành ở trong tâm đại thiện, bố thí, giữ giới, thì nó không có khăng khích. Nó không có khăng khích. Có thể là bị phân tán. Dù là tâm thiện nhưng mà vẫn bị phân tán. Thí dụ như quý vị ngồi nghe pháp, lúc nào quý vị tác ý từng lời, quý vị quan hỷ, thì lúc đó tâm đại thiện sinh khởi, có
sắc ngã định e các cái ta. Nhưng mà chốc chốc á, thì chúng ta lại phân tâm. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe một tiếng động ở bên ngoài, hoặc là chúng ta nhìn thấy người nào đến ở trước mặt chúng ta, hoặc là chúng ta suy nghĩ về cái chuyện gì thì chúng ta bị phân tán. Cho nên cái sắc ngã định nó rất dễ bị phân tâm. Còn mà đạt đến cận định đó, thì nó là cái trạng thái ekakata lưng chừng, có nghĩa là thuần thục hơn sắc ngã định, nhưng mà chưa có vững mạnh bằng an chỉ định apanasamati. Tuy nhiên chính những cái đề mục này làm cho chúng ta gắn bó với đời sống tu tập. Ở đây thưa quý vị, một người Phật tử, một người cư sĩ đã quy y Tam Bảo, nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chúng ta không có suy niệm về cái ân đức của Phật, của Pháp, của Tăng, thì cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật, đối với giáo Pháp, đối với chư Tăng càng lúc nó càng bị mờ nhạt đi. Hình ảnh của Đức Phật bị mờ nhạt, hiệu năng của giáo Pháp bị mờ nhạt, và cái hình ảnh của thánh chúng cũng bị mờ nhạt. Mà khi tâm bị mờ nhạt như vậy đó, thì chúng ta không còn thiết tha trong các thiện pháp khác. Còn như một người hăng say làm cái việc bố thí hay là giữ giới, nhưng mà họ bố thí giữ giới rồi xong việc thì họ bỏ qua, họ không có tùy niệm giới, tùy niệm thí, tức là không có nhớ tưởng lại, không có suy xét lại, thì tự nhiên dần dần cái họ quên, họ thấy cái chuyện đó nhà đó, thấy cái việc mà mình đi bố thí, đi làm việc từ thiện, cái chuyện đó nó nhàn, nó đơn điệu, cứ làm hoài như vậy, chúng ta không có cái gì để hăng hái, để quan hỷ nữa. Giữ giới của vị. Cho nên những cái pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết, niệm tịch tịnh, đó là tám cái pháp tùy niệm mà người Phật tử chúng ta ở trong đời sống tu tập về tâm đó là chúng ta cần phải có. Thời buổi bây giờ mà nói chúng ta hành thiện, hành thiền với cái đề mục 10 đề mục bí xứ, hay là 10 đề mục bất mỹ, hoặc là 4 vô sắc, hay là 4 vô lượng tâm, vân vân, là nó xa xa vời lắm thưa quý vị. Người Phật tử chúng ta không có điều kiện, không có cơ hội. Nhưng mà nếu như chúng ta không có cơ hội, không có điều kiện để thực hành thiền định như vậy, thì ít ra cứ mỗi một buổi sáng, sáng sớm chưa có làm việc cái gì hết, mặt trời chưa mọc lên, thì lúc đó một mình chúng ta lặng lặng ngồi thiền trước kim thân Đức Phật, và chúng ta dọn tâm thanh tịnh, nhớ tưởng đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, nhớ tưởng đến cái việc, cái công hạnh bố thí, công hạnh giữ giới của mình,
hay gì nhớ tưởng công hạnh chư thiên, hoặc là suy niệm về chi chết, hay suy niệm về tịch tịnh niết bàn chẳng hạn, thì thưa quý vị, nó rất an lạc và nó củng cố cái niềm tin của chúng ta chắc chắn. Cho nên người Phật tử chúng ta phải làm sao cố gắng ghi nhớ những cái pháp tùy niệm này. Đừng có cho rằng nghe nói tám pháp tùy niệm này với một pháp tướng và một đi một phân biệt bốn đại chỉ đưa đến cận định rồi quý vị thấy chuyện thường, thấy nó tầm thường quá. Nhưng mà phải thưa quý vị, những cái đề mục, cái này chúng ta gọi là đề mục thông thường hay là đề mục phổ thông, mà chúng ta không làm được để cho tâm được quan hỷ, được tăng trưởng niềm tin, thì làm sao mà chúng ta có thể thực hành cái pháp thiền chỉ samatha phavana hay là thiền quán vipassana phavana được. Cho nên chúng tôi nói trước là những cái đề mục này chúng ta phải học chậm, chúng ta phải học chậm lại. Chứ không phải giống như là những cái đề mục kia mà chúng ta học phớt qua, học đại khái. Ở đây chúng ta phải học để chúng ta hiểu, chúng ta nhớ viết, chúng ta thực hành. Thì thưa quý vị, tám đề mục tùy niệm anusati, như chúng tôi đã nói với quý vị là tùy niệm Phật Buddhanusati, tùy niệm Pháp Thammanusati, tùy niệm Tăng Sanghanusati, tùy niệm giới Silanusati, tùy niệm thí Chaganusati, tùy niệm thiên Devatanusati, tùy niệm sự chết Maranusati, tùy niệm tịch tịnh Upasamanusati. Tám cái pháp tùy niệm đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái tùy niệm thứ nhất là tùy niệm Phật Buddhanusati. Thế nào gọi là tùy niệm Phật? Sự niệm tưởng những đức tánh đặc biệt của Đức Thế Tôn, hoặc hành thiền tùy niệm có cảm hứng từ đấng giác ngộ gọi là niệm Phật. Trong Thanh Tịnh Đạo đã giải thích như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu, thông thường người ta nói niệm Phật, người ta cứ niệm hồng danh, chẳng hạn như người ta nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nói như vậy, cái đó là niệm hồng danh của Đức Phật. Nhưng mà cái này không phải là tùy niệm Phật. Tùy niệm Phật được gọi là sự niệm tưởng những đức tánh đặc biệt của Đức Thế Tôn. Những đức tính đặc biệt của Đức Thế Tôn tức là 10 hồng danh cao quý của Đức Phật. Itibiso Phakuva Arahant. Như vậy Đức Thế Tôn ấy là bậc ứng cúc, hay chúng ta đọc âm là bậc A-la-hán. Samma Sambuddho, chánh đẳng giác. Vicca Charana Sambandho, minh hạnh túc. Sukato là thiện thể. Lokavidu là thế gian giải. Anuttaro là vô thượng sĩ. Purisa Dhammasarathi là điều ngự trưởng phu.
Sattha đi qua mở đốt xa năng là thiên nhân sư, Bút Thô là Phật, Phật Đà, và Phát Cô Hoa là Bậc Cụ Thoại Đức. Sở dĩ mà chữ Phát Cô Hoa, cái danh hiệu sau cùng mà chúng ta dịch là Cụ Thoại Đức chứ không có xài chữ Thế Tôn. Bình thường chữ Phát Cô Hoa chúng ta xài nghĩa Thế Tôn, nhưng mà ở đây thưa quý vị, Thế Tôn có nghĩa là đấng cao quý được thế gian tôn sùng, gọi là đấng Thế Tôn. Nhưng mà cái nghĩa Thế Tôn không đủ để giải thích cho cái chữ Phát Cô Hoa. Đến chừng giải thích cái điều thứ 10 này, chúng tôi sẽ nói rõ cho quý vị. Thì 10 cái ân đức đó vị hành giả muốn tu tập tùy niệm Phật, trước hết Phật thuộc lòng và hiểu ý nghĩa 10 cái đức tính đặc biệt này. Bây giờ chúng ta sẽ nói Đức Thế Tôn là A-la-hán, A-ra-hán, xài cái nghĩa tóm tắt. Ở trong Thanh Tịnh Đạo thì giải thích, phân tích từ ngữ nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta làm cái tài liệu tham khảo thì được, nhưng mà gọi là để áp dụng làm đề mục thiền, đề mục cận định thì phải nói là khó. Chúng ta bị hoang mang, bị phân tán. Cho nên ở trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo giảng lược thì chúng tôi chỉ tóm tắt cái ý nghĩa đó để các vị hành giả có thể học thuộc lòng, tóm tắt mà chúng ta thực hành nhớ. Trước hết Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, A-ra-hán, vì Ngài đã xa lìa tội lỗi, đã triệt tiêu phiền não, đã bẻ gãy bánh xe luân hồi, không có sở hành khuất lấp, và vì Ngài tuyệt đối xứng đáng được cúng dường. Nhớ nhiều thôi. Nếu mà giải thích tại sao chữ A-ra-hán là xa lìa tội lỗi, tại sao A-ra-hán là tiêu diệt phiền não, tại sao A-ra-hán là bẻ gãy bánh xe luân hồi, tại sao A-ra-hán là không có sợ hành khuất lấp, và tại sao chữ A-ra-hán được gọi là xứng đáng cúng dường, xứng đáng được cúng dường, thì phải giải thích một buổi nữa thưa quý vị. Nó không có đủ thời gian và cũng không có cần thiết phải là như vậy đâu. Cho nên các Phật tử phải ghi nhớ cái chỗ này đủ rồi. Thứ hai, cái đức tính thứ hai đó, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác Samma Sambuddho. Xin hỏi vị quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Còn nghe chúng tôi nói không? Thỉnh thoảng quý vị có nghe cái tiếng chuông bong bong cái giao diện của bàn thóc mới đó thưa quý vị, của bàn thóc mới. Hễ có ai online đó, thì bắt đầu nó báo hiệu bằng cái tiếng bong nó hiện lên, rồi biến mất như vậy đó.
Cho nên là phải nói trước cho quý vị, chứ quý vị đừng có, nếu mà quý vị cũng có cái tình trạng này thì quý vị sẽ thấy là cái chuyện bình thường. Trở lại vấn đề là Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác Samma Sambuddho, vì Ngài đã tự mình tìm ra chân lý. Tự mình tìm ra chân lý, tự mình khám phá ra con đường giải thoát. Cái gì thuộc về chân lý thì có đó là chính đáng Samma. Cái chữ Sambuddho đó, chữ Sam hay là chữ Samma có nghĩa là tự mình, và chữ Buddho là Buddhati, tức là hiểu, ngộ hay là giác ngộ. Cho nên đây lấy hai nghĩa, Ngài đã tự mình tìm ra chân lý, tự mình khám phá ra con đường giải thoát, lấy hai nghĩa thôi đủ rồi. Thứ ba, Đức Thế Tôn là bậc minh hạnh túc với cha Charana Sambandho. Vì Ngài đã thành tựu viên mãn ba minh, tức là túc mạng minh, sanh tử minh và lộ tử minh, và Ngài đã thành tựu viên mãn 15 hạnh là cụ túc giới, phòng hộ muôn quyền. Ở đây mắt tay mũi lưỡi thân đó, là Ngài luôn luôn có cái sự thu thúc, các căn được thu thúc, thiết độ ẩm thực, luôn khi tỉnh thức, có tính, có tàm, có quý, đa văn, chuyên cần, trú niệm, có trí tuệ, chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền, chứng tứ thiền. Đó là 15 hạnh. Đó là 15 hạnh của Đức Phật, mà chúng ta gọi là minh hạnh túc. Dạ, 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 chờ sư thuyết pháp tới 8 giờ. Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ, dạ. Như vậy cái câu mà gọi là minh hạnh túc đó, minh ở đây thì túc có nghĩa là viên mãn, Sambandho, thành tựu viên mãn, và minh ở đây là Ngài thành tựu ba minh và thành tựu viên mãn 15 hạnh. Chúng ta nhớ cái đó. Tóm tắt vậy là đủ rồi. Cái đức tính đặc biệt đức thứ tư của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là bậc thiện thể Suprato. Vì Ngài đã đi trên con đường tốt đẹp là chánh đạo, Ngài đã đi đến mục tiêu tốt đẹp là Niết Bàn, Ngài đi bước đi vô nhiễm, tức là không có cấu quế bởi phiền não, Ngài chỉ tuyên bố pháp đích đáng, tức là điều chân lý đưa đến lợi ích, trừ trong cái bài kinh Aphayakubara, Vô Úy Vương Tử. Những lời nói nào không đúng với chân lý, Ngài không thuyết. Mà dẫu đúng với chân lý nhưng mà không đưa, liên hệ đến mục đích, không đưa đến mục đích, không đưa đến lợi ích, Ngài không thuyết. Ngài chỉ thuyết những gì đúng với chân lý và
đưa đến lợi ích, liên hệ đến mục đích giải thoát mà thôi. Và chính vì đó được gọi là Subhato, là một thiện thể. Thứ năm, Đức Thế Tôn là bậc thế gian giải Lokavidu, vì Ngài biết rõ cuộc đời ở mọi phương diện. Chữ cuộc đời Loka ở đây đó, nó gồm có chúng sanh trong đời, cõi sống trong đời, các hành trong đời. Chữ Loka là thế giới, là đời. Thế giới thì nó gồm có ba, là thế giới hữu tình, gọi là Sattaloka, thế giới sanh trú Avasaloka, và thế giới tạo tác Avasankara Loka. Ngài tịnh sự, Ngài nói là đời là người, chúng sanh, cõi phụ ý với hành vi. Lúc rốt ráo với bàn chẳng có chi. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là cái chữ thế gian giải đó, là Ngài biết rõ cuộc đời ở mọi phương diện. Ngài biết rõ về chúng sanh, biết rõ về cái cõi sống, biết rõ về cái pháp, pháp hành. Pháp hành ở đây tức là cái, những cái hành vi, nghiệp đó. Thứ sáu, Đức Thế Tôn là bậc vô thượng sĩ Anuttaro, vì Ngài cao thượng hơn tất cả chúng sanh, không có ai trong đời cao cả hơn Ngài, toàn diện hơn Ngài về giới, về định, về tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên Ngài được gọi là bậc vô thượng sĩ, vô thượng. Chứ Anuttaro Uttara tức là cao quý, là cao thượng. Mà Anna hay là Na có nghĩa là không, không sánh được, không có ai cao thượng hơn Ngài. Như tôn giả Ananda khi mà ở trong cái bài kinh mà chúng ta mới vừa học đó, trong trung bộ kinh đó, khi Bà La Môn Phật Đồ Chám hỏi Đức Phật, hỏi Tôn giả Ananda là Đức Thế Tôn đã nước bàn, ở trong chúng tỳ kheo có vị tỳ kheo nào thành tựu được toàn trọn vẹn pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã chứng đắc, chứng đạt hay không? Thì Tôn giả Ananda nói không, không có. Không có vị tỳ kheo nào chứng đạt trọn vẹn pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã chứng đạt. Vì vậy cho nên gọi là bậc vô thượng sĩ. Thứ bảy, Đức Thế Tôn là bậc điều ngự trượng phu, Bodhisat Dhammasarathi. Chữ Sarathi như là cái người huấn luyện hay là người đánh xe. Người đánh xe mà điều khiển
hai con ngựa, bốn con ngựa, tám con ngựa nó kéo chiếc xe. Đã huấn luyện một cách thuần thục. Ngài ví như là cái người huấn luyện vậy. Purisadamma là Ngài thuần quá những con người khó thuần quá, và những con người cần được thuần quá là Đức Thế Tôn Ngài, Ngài đã thuần quá. Ma Vương mà Đức Thế Tôn cảm thắng được, Dạ Xoa A La Quốc Cá hung bạo như vậy mà Đức Thế Tôn dùng pháp nhẫn nại cảm hóa được, Voi Na La Giri trong cơn say nó hung hãn mà Đức Thế Tôn dùng tâm từ cảm hóa được, ăn tứ cướp ăn Angulimala tàn bạo giết người không chớp mắt, vậy mà Đức Thế Tôn Ngài đi đến Ngài cảm hóa được. Nàng Chinh Cha giả làm thai phụ để rêu rao trước hội chúng du khống Đức Phật, Đức Thế Tôn Ngài nhập đại định và Ngài đã làm cho mọi việc sáng tỏ. Sacchaka là kẻ ngoại đạo chuyên đi biện luận, nhưng mà đến gặp Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phục, làm cho ông ta quy thuận theo Ngài. Long Vương Nandovananda hung hăng độc hại, nó chặn đường Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo, và Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ dùng cái năng lực của một vị đệ tử thôi là Ngài Mokkalana mà cũng đã cảm thắng được nó rồi. Và cuối cùng Như Phẩm Thiên Bát Cả là một người đặc biệt kiêu ngạo mà Đức Thế Tôn Ngài đã ngự lên khỏi Phẩm Thiên để Ngài cảm hóa. Như vậy thì những cái nhân vật khó cảm hóa Đức Thế Tôn Ngài đã cảm hóa được, cần được thuần hóa những chúng sanh đó thì Ngài đã thuần hóa được, cho nên Ngài mới gọi là Purusottama Sarathi, là điều ngự trưởng phu. Thứ tám, cái đặc tính thứ tám là Đức Thế Tôn là bậc thiên nhân sư Sattha Deva Manusana, vì Ngài là bậc thầy dạy dỗ pháp giải thoát cho đời, cho trời và người. Một vị đạo sư có lòng thương tưởng cho đời. Nên Ngài được gọi là thiên nhân sư. Thứ chín, Tôn là Phật Bố Thô. Và chữ Phật ở đây đó đọc âm là Phật hay Phật Đà, nhưng mà có nghĩa là Phật giác giả. Giác nó có nhiều nghĩa. Vì Ngài đã thức tỉnh khỏi giấc ngủ vô minh, Avijja Nidda Nên đài giác của Chà Tỳ Tí Bố Thô, Ngài đã thức tỉnh khỏi giấc ngủ vô minh, đã giác ngộ con đường giải thoát, đã thấy rõ bốn chân lý khổ tập diệt đạo, cho nên Ngài gọi là Bố Thô. Những ý nghĩa này ở trong Thanh Tịnh Đạo đã diễn giải rất rộng và chú giải ở trong bộ Tiểu Bộ Kinh
của Đức Bà Tha đã có đề cập đến. Và cuối cùng đặc tính thứ 10, Đức Thế Tôn là bậc cụ thoại đức. Cái chữ Pháp Hoa đó sở dĩ mà gọi là Thế Tôn vì đây là một danh xưng cao quý mà thế gian tôn sùng gán cho Ngài. Nhưng mà gọi là cụ thoại đức bởi Ngài là người hữu hạnh may mắn nhất trong đời, do Ngài đã đạt đến toàn thiện phúc lạc hiệp thế và lạc siêu thế. Chữ Phật á tức là phần, Phật có văn tú là bậc có phần, sở dĩ mà gọi là bậc có phần đó, chẳng hạn như chúng ta nói là hữu phần hữu phúc. Người mà hữu phần hữu phúc thì ở trên đời này không có ai hữu phần hữu phúc bằng Đức Phật. Thì đó là nói đại khái về ý nghĩa của 10 ân đức. Bây giờ hành giả sau khi thông thuộc 10 cái đức tánh đặc biệt của Đức Phật rồi, muốn tu tập tùy niệm Phật thì nên sống độc cư, ở tại một trú xứ yên tĩnh thích hợp, khởi niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật và bắt đầu niệm tưởng. Đây là cái phương cách mà chúng ta bắt đầu niệm tưởng. Khi chúng ta đến cái chỗ độc cư thanh vắng, ngồi thiết già hay bán già, chú tâm niệm tưởng như thế này: Itipiso Phagawa Arahan, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán vì Ngài đã xa lìa tội lỗi, Ngài xứng đáng được cúng dường. Itipiso Phagawa Sama Sambuddho, vì Ngài đã tự mình tìm ra chân lý, vân vân. Hành giả tiếp tục niệm tưởng cho đến 10 ân đức cao quý của Đức Phật. Khi hành giả nhớ lại những đức cao quý của Đức Phật thì ngay khi ấy tâm hành giả không bị ám ảnh bởi tham hay sân hay si, vì ấy chế ngự được những triền cái, tâm trở nên trong sáng. Hành giả liên tục hướng tâm trên đối tượng là những đức tánh đặc biệt của đấng giác ngộ thì hỷ khởi lên nơi hành giả. Khi có hỷ thì thân tâm được khinh an, nhờ khinh an nên tâm định tĩnh, và nhờ những thì nhờ tâm định tĩnh mà những thiền chi khởi lên. Tuy nhiên hành giả chỉ đạt đến cẩn định upachara samadhi, không đạt đến an chỉ định apana samadhi, bởi lý do là khi niệm tưởng thì hành giả bận tâm suy tưởng nhiều ý nghĩa của những đức tính đặc biệt, tức là ân đức Phật. Khi mà niệm tưởng thì mình phải suy xét ý nghĩa này ý nghĩa kia, do đó cho nên tâm bận rộn thì nó chỉ đạt đến cái cận định mà thôi, chứ không an chỉ định. Khi một vị tỳ kheo chú tâm đến việc tưởng niệm đấng giác ngộ như vậy thì vị ấy cung kính tôn trọng bậc đầu sư, đạt đến sự viên mãn về đức tin, chánh niệm và trí tuệ công đức. Vị ấy có nhiều hạnh phúc, trú an lạc, chinh phục sự sợ hãi khủng bố do tâm vị ấy hướng về Đức Phật, nên dễ sanh tàm quý khi gặp trường hợp sắc phạm giới, như thể đang đến đứng trước mặt bậc đạo sư. Và dù cho hành giả niệm Phật không thâm nhập được gì cao siêu hơn thì ít ra
cũng là nhân lành đem đến một cảnh giới an lạc. Thì ở trong thanh tịnh đạo trình bày mà chúng tôi giảng lược như vậy thì quý vị thấy rằng là việc mà chúng ta niệm Phật, niệm ơn Đức Phật không phải là một nghi thức, một cái nghi lễ thông thường, mà đó chính là một cách pháp môn tu tập để trưởng dưỡng niềm tin và tạo cho mình một cái sự dũng mãnh nội tâm. Chúng ta tu tập hàng ngày đó, nếu mà chúng ta không có thường xuyên niệm tưởng đấng giác ngộ như Đức Phật thì người ấy không có thường cung kính tôn trọng bậc đạo sư và không đạt được cái đức tin hay chánh niệm hay trí tuệ, cái phước báo gì cả. Và khi mà một người không thường niệm ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng v.v. nói chung thì người đó không có hạnh phúc, không có trú an lạc, và người đó không có chinh phục được cái sự sợ hãi khủng bố. Đâu phải là bình thường tâm của chúng ta không thèm nghĩ đến Đức Phật, chúng ta không có cái sự kính trọng Đức Phật, rồi cái đến chừng chúng ta hữu sự có cái chuyện gì lo sợ bệnh dịch corona, chúng ta quản quá thì chúng ta mới bắt đầu niệm Phật thì không có hiệu quả. Thưa quý vị, chúng ta niệm không có hiệu quả, càng không có hiệu quả khi mà có những người họ gặp hữu sự lo âu sợ hãi, họ nói xin Đức Phật cứu con, cái đó là vô ích. Đức Phật không có cứu rỗi ai cả. Và sở dĩ chúng ta niệm tưởng ở Đức Phật mà tâm của chúng ta dạn dĩ, chúng ta chinh phục được cái sự sợ hãi khủng bố đó, là bởi vì chúng ta đã đặt trọn vẹn niềm tin ở Đức Phật. Chúng ta có chánh niệm khi mà chúng ta nhớ từng hồng danh mà chúng ta không nhầm lẫn. Chúng ta có trí tuệ vì chúng ta đang suy nghĩ đến đấng giác ngộ là bậc trí tuệ. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta sống an lạc, không có sự sợ hãi. Và một điều nữa mà trong này có nói là do tâm vị ấy hướng về Đức Phật nên dễ sanh tàm quý. Tại sao vậy? Bởi vì thường xuyên suy tư về Đức Phật, lúc nào ở trong trái tim của mình giống như là một cái ngôi đại điện thờ Phật. Thật ra khi gặp những trường hợp mà chúng ta sắp làm cái điều bất thiện, cái điều ác, thì chúng ta khởi lên lòng tạm quý, chúng ta cảm thấy ngại, cảm thấy mắc cỡ, như thế là chúng ta đang đứng trước mặt bậc đạo sư vậy. Nó cũng có cái lợi ích hay, thưa quý vị. Và cái câu cuối là cái câu mà trong thanh tịnh đạo đề cập đến mà chúng ta cần phải hoan hỷ, là cho dù hành giả niệm ân Đức Phật, chúng ta không có đắc chứng được đạo quả gì cao siêu, thiền định hay đạo quả gì cao siêu, thì ít ra chúng ta cũng là nhân lành đem đến một cảnh giới an lạc. Khi mà Đức Thế Tôn ngài sắp viên tịch Niết Bàn, ngài có dạy cái điều này: này Ananda,
bốn nơi là chỗ mà Như Lai đản sanh, Như Lai thành đạo, Như Lai chuyển pháp luân, Như Lai niết bàn. Bốn nơi thánh tích đó, nếu có những người được đến bái viếng với một cái niềm tin rạc rào, với cái niềm xúc động hân hoan, thì sau khi mệnh chung, những người đó được sanh về cõi trời. Đức Thế Tôn đã dạy như vậy. Huống hồ chi là khi chúng ta niệm ơn Đức, Phật. Chính ý nghĩa này mà cái pháp tùy niệm thứ nhất, tùy niệm Phật Buddha Nước Sách Tí, là người Phật tử chúng ta cần phải thuần thục, thông thuộc, và chúng ta có sự tinh tấn để chúng ta thực hành. Một khi mà chúng ta đã phát nguyện trọn đời con xin quy Phật, từ nay cho đến mệnh chung con trọn đời quy ngưỡng Đức Thế Tôn, mặc dù Ngài đã niết bàn, thì đó là ý nghĩa cao nhất. Hôm nào mà học những cái pháp tùy niệm, những cái đề mục nào nó ngắn gọn, thì chúng ta có thể học 2 hoặc 3. Nhưng mà hôm nay vì chúng ta mất thời gian để mà chúng ta giới thiệu về cái pháp tùy niệm, cho nên chúng tôi chỉ trình bày nhiều thôi. Vì còn 10 phút nữa thì chúng ta học cái pháp tùy niệm thứ hai lẫn đức pháp cũng chưa đủ, không đủ. Thôi để tuần sau chúng ta sẽ học cái pháp tùy niệm pháp, cái đề mục tùy niệm pháp, tùy niệm tăng vân vân. Còn hôm nay đến đây chúng ta dừng lại, và mong rằng pháp thoại sẽ đem lại cho thính chúng một niềm quan hỷ với cái pháp tu tùy niệm Phật, để chúng ta luôn luôn tinh tấn nỗ lực thực hành, tăng trưởng cái niềm tin, tạo nhiều cái công đức trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có cái sự an lạc. Chứ tôi xin dứt lời ở đây, xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hiển chúc phúc phước báo cho rừng. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta qua sinh hoạt ở rừng lớp Phật Pháp Buddhatama. Xin cung thỉnh Thượng Tọa Nam Mô Bổn Thầy. What to subamangalang rakan to sapede, what a subabuddha, no power, and sada, so they for one to day. What to subamangalang rakan to sapede, what a subman hamma, no power, and sada, so they for one to day. What to subamangalang.